Cho soát bác. Tên gì? Vâng, trận thi đấu đầu tiên. Trận thi đấu đầu tiên trong thi đấu thứ... Vâng, đây trận thi đấu đầu tiên trong thi đấu thứ 8 rồi. Nó loạn cả, không biết là nhớ thi đấu thứ mấy nữa. Đây là màn hình máy của anh Mèo là người cầm bàn. Có voi, rồi sớm. Vâng, quả đầu 6 cây. Rồi, nhốt được 2 ông dân ở vị trí này là tương đối đẹp rồi. Và màn hình máy của cái thủ VB là người cầm chơi son, 1 ban 1 chơi son. Ở bên kia thì chúng ta cùng đợi giờ bot thôi. Vâng, bên kia có Minoan ở sen, ban chơi son. Cần dưới một chút dành cho ban chơi son. Min sen thì là vâng dễ hơn một chút. Hai cung và hai chém trong trận thi đấu này. Vậy cung chém là cân. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại trận thi đấu thôi. Một trận thi đấu mà vâng, quân là dưới một chút. Những bài đang khá ổn. Ba voi dành cho thủ BB. Tạm thời là như vậy. Bãi quả đầu thì vâng, cái việc đóng VG nó hơi gặp vấn đề đôi chút ở những thời điểm đầu. Nhưng về sau thì ăn xong kết quả đầu tiên đã trở nên đẹp hơn khá nhiều rồi. Vâng, đây là đỉnh máy của thủ Mèo. Nhiều về, voi đã về, đôi voi. Vâng, đang đá nhiều. Và đôi voi, một voi đã về sớm. Bên kia có chém của Minoan. Minoan xấu thì hoàn toàn có thể đánh chém cho Seng đánh cùng. Seng thì kiểu gì, bằng lắp kiểu gì thì nó cũng nhạc kiểu gì cũng nhảy thôi. Và thậm chí cần thiết cả hai cùng đánh chém cũng được. Với Seng thì kiểu gì cũng dễ lắp. Thôi, điều hơi xa rồi. Rồi đóng ngoài này tạm vậy. Vẫn còn bãi bảo phụ, vẫn còn voi, vẫn còn bầy hiêu phía dưới. Ổn. Về đồ ăn như vậy là được. Dần voi về. Sau đó thì ở phần bãi bảo phụ phía trên của BB rồi. Đây là hình máy thủ BB. Không biết là BB có ăn bãi bảo phụ phía trên hay không. Vẫn chưa tìm thấy bãi bảo phụ phía trên. 23. Cũng sẽ sớm ở bài này. Cũng sẽ sớm. Đây máy của em tụi Mèo tiếp rồi. Bãi quả phụ ở phía trên vừa bị đánh đổ. Rất khó lòng mà né được trong tình huống vừa rồi. Hy vọng cả hai con tự nó tắt vào kia được. Ô, vẫn thoát ra được phía trên. Một con sư tử duy nhất bị dắt. Nó đang dồn lên khá nhanh. 20% giò đến từ cái thủ Ee. Tôi nghĩ là giò thế nhà thôi, chứ không phải ở bài quá nghèo. Bài quá nghèo tầm này thì Ee với tay nhanh như vậy phải giò đến tầm khoảng 25-30% giò. Một bài giò thế nhà thôi. Một bài công thức 18-1 dành cho thủ Mèo. Bị lên rất sớm. Đây là bên bờ. Và đây là bên đầu. Còn BB. Vâng, cũng phải cuối 9 mới tính cái bài này. Bên kia này Ee cũng lên rất sớm. Xem mà. Vâng, ép chuẩn lắm. Các em thủ trẻ bây giờ thì em rất chuẩn. Thomas.
Chốt tiếp rồi ổn. Tạm thời bãi vàng như vậy. Vâng, tạm thời bãi vàng là như vậy. Bán đất là người đến đời muộn nhất nhưng có nhiều dân nhất. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, ca này sẽ gặp ai? Vẫn chưa thấy bóng dáng nào. Phức tạp tình hình với con đó là con gì này. Đây rồi. Như vậy là gặp bạn rất là gặp một đoàn đánh cung. Đã có cung tê. Bên đầu. Đây là màn hình máy của tụi Bibi. Còn đây là màn hình máy của tụi Mèo. 18/36 ở tháng 3 hôm nay. Sang đánh chém. Hay là tạt. Điều không phải là tạt hay không? Có một tên, dành cho Tàn Khan. Tàn Khan vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Hơi nhỏ nhẹp, ra phát bị chém chết luôn. 25 2VS1 luôn, ngay thời gian. Điều có thành công hay không? Nếu không thành công, không khác thì đánh chết. Rất nhiều dân của tù E đã nằm xuống ở phía ngoài này. Nhưng trường ấy là chưa đủ, tôi nghĩ là chưa đủ. Đây là Mèo Mèo, thằng 20 giấu ở phía trong. Vâng, Marian làm việc là cực kỳ hiệu quả. Ra được tên này không? Ô chúng ta mới được ra, chúng ta mới được ra. Vâng, nhưng vẫn phải ra, không có ra. Vâng, đã ra thì không thể vào. Ơ, vậy em. Rồi, ăn rồi, ăn rồi. Rất lẹ. Máy vừa tủ con nữa, con nữa, con nữa, con nữa, con nữa, con nữa cơ, thích con nữa cơ, kéo mày đi. Thì là vẫn được à? Đến giây phút cuối cùng rồi, nghe lời. Bây giờ thì Mi Đoan ở đâu? Dùng cùi nữa, dùng cùi chơi cả Mi Đoan luôn. Thử đánh mày đấy, xem mình nào. Đánh, biết đâu bất ngờ. Sẽ có cung R dành cho Baridan và xe sẽ phê sớm thôi. Yếu sớm, không hẳn phải áp thế, yếu sớm. Màn hình máy có thủ BB 30/30 này. Tạm thời thì vẫn cái tham lai ổn. Nhưng chúng ta có ở đâu đó rất nhiều quan trọng. Là một cái choi son và Baridan. Đoàn đẩy rất khó để có thể chống. Cung R ở đâu? Xem màn hình máy có thủ Mèo Mèo. Ra là con cung R. Đến khổ và đến sợ. Đánh phù thì không ăn được lạc đà. Bắt con nữa xem gì nào nào. Chạy dành cho cái thủ này. Đây là hình máy của thủ Mèo Mèo. 20/36 tham hài của này. Khó nói trước được điều gì. Mi Đoan vẫn đang rất khỏe. Nhưng trong màn hình như thế này chúng ta vẫn thấy chúng ta còn cơ hội. Khi mà Bibi đang có tham hài 37 và có không ít cái mặt phủ cộng với những đơn vị chém. Thế bài ổn ruộng. Học đơn. Vâng, một vài sen đuối công nghệ. Nông dân lùa trong đơn. Chạy nhông kèn. Bài hình máy ngồi thủ Mèo Mèo tiếp. Đảo liên tục để xem tình hình có gì sáng sủa hay không. Đoàn một cái hốc hợp trong góc 6 giờ. Bố dấu hỏi quá lớn dành cho cả BB và những thủ Mèo Mèo trong trận đấu này. Đánh kích thì là không thể rồi, kinh nghiệm thì là không thể. Loại nông dân có bánh xe, loại nông dân 35 thực. Đó là một điều không tưởng, đánh kích xe là một điều không tưởng. Châu dân. Đây là màn hình máy của game thủ BB. 45/56.
Như vậy là vẫn chưa đẩy cung A. Đá lớp vẫn chưa đẩy cung A. Đây rồi. Để sát quân đâu đó quanh đây. Để ý thân này. Kia kìa, cứ cung A kìa. Vâng, trèo rất nhanh lên trên con dốc phía trên. Và đấy là Van Lớp rất tỉnh. Trèo cực kỳ nhanh. Có lợi một chút rồi là Van Lớp bắt đầu cho quân bò lên dốc ngay lập tức. Đấy, máy của mèo 24. Một bài khó. À, nếu mà khó quá thôi. Thôi nhờ. Vâng, 1-0 trận thi đấu thứ 8 dành cho Van Lớp AE. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo trong thi đấu thứ 8 ngay sau đây thôi. Nhanh tay.